Trên bàn của mình là một bộ Canon 600D kèm với hai ống kính là 50 STM và 18-55. Đây là một chiếc máy ảnh một bạn khách xem kênh TikTok của mình đến đổi bộ máy ảnh này lấy Sony Alpha A5100. Nguyên văn cụ thể của bạn ấy là cần một chiếc máy nhỏ gọn, tiện đeo người và có thể quay phim ok, bắt nét tốt khi quay video để làm những video ngắn dạng TikTok. Sau một hồi tư vấn trao đổi chiêu thức thì bạn ấy chốt em A5100 với răng nô 50 1.8. Combo mà mình vừa đi chụp hoa tường vi hôm nọ ấy, anh em có thể xem một số những bức ảnh từ cái Sony Alpha A5100 với răng nô 50 1.8 ở video cũ đấy. Hôm trước mình đã làm một video nói về vấn đề là máy ảnh hơn 3 triệu nên chọn dòng mirrorless nhỏ gọn hay là dòng DSLR dáng truyền thống như thế này. Thì cũng có nhiều bạn vào nói rằng là những chiếc máy ảnh này thì quay video chỉ Full HD sẽ không tốt so với điện thoại. Đúng là nếu chúng ta so sánh về độ phân giải thì những cái chiếc máy ảnh giá rẻ như A5100 hay các máy chỉ quay được Full HD không thể nào so được với chất lượng quay 4K của điện thoại. Tuy nhiên nếu các bạn kết hợp với những ống kính có khẩu độ lớn như Zhangno 50 1.8 thì chất lượng sẽ được cải thiện hơn rất là nhiều, nhất là hiệu ứng xóa phông. Hiệu ứng xóa phông sẽ làm nổi bật chủ thể. Đây sẽ là một điểm yếu nhất của những chiếc điện thoại vì khi quay cảm biến nhỏ và công nghệ AI của trên điện thoại ở thời điểm hiện tại vẫn chưa xử lý tốt trên video. Nhưng trong xuyên suốt nhiều video mà mình giới thiệu về những cái chiếc máy ảnh cũ thì việc lựa chọn máy ảnh có thể thay đổi được ống kính sẽ là một cái quyết định tốt hơn nhiều so với những chiếc máy ảnh compact tầm 2-3 triệu ở thời điểm hiện tại. Đối với các bạn mới chơi, ống kính kit cơ bản như 16-50 hay 18-55 sẽ là phù hợp để các bạn làm quen với những thứ như tiêu cự, khẩu độ, tốc độ và ISO. Sau khi các bạn hiểu về nó và nhận thấy nhu cầu và mục đích chính xác của mình chụp thể loại gì nhiều thì chúng ta có thể mua những cái ống kính chuyên dụng cho mục đích đó. Đến giai đoạn này thì mình nghĩ là các bạn đã làm chủ được chiếc máy ảnh mà các bạn đang sở hữu rồi đấy. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những chiếc máy ảnh cũ khác nhé. Cảm ơn các bạn.